anh ạ. Bây giờ là 11 giờ hơn 11 giờ trưa rồi. Tiếp tục em ra một clip nữa, đang lên để test một con máy của dòng Pala. Con này là 24.000 BTU, dòng viền đen, có mặt dâng auto clear rõ ràng và có cảm biến thiên nhiên, màn hình hiển thị nhiệt độ phòng. Nói chung là một trong những mẫu mà đều rất là cao cấp của dòng Panasonic. Con này nó sẽ dâng lên như này. Đấy, và có clear đây. Cái robot của nó sẽ quét lưới, vệ sinh giàn lưới này. Và có eco nano khử khuẩn. Con này đầy đủ luôn. Đấy, thì em sẽ bật đèn eco lên cho các bạn xem này. Đấy, eco nó xanh kìa. Em sẽ bật đèn nano nhá. Bây giờ nhiệt độ ngoài trời đang là 24-25 độ C. Đấy. Chắc là chỉ một vài ngày tới nữa nó sẽ tiếp tục lại quay sang độ rét. Cho nên thì có biết thời tiết. Còn ngày hôm nay thì đang là gió đông nam, cho nên thời tiết cảm giác rất là ấm và dễ chịu. Nhưng mà chỉ một hai ngày tới nữa thôi này, quay rét thì các bác lại biết là rét vào thì ta bật chiều nóng cực kỳ tốt với những cái dòng điều hòa Nhật như thế này. Các bác có thể chuyển sang chiều nóng về mùa đông, và mùa hè thì các bác bật chiều lạnh. Rồi, con này thì 24.000 các bác nhé. Đây, cũng nóng rất là to này. Hàng full tính năng luôn. Thì em đã test được khoảng tầm 15 phút rồi. Con đây rồi. Nước đã chảy rồi. Nước đã chảy rồi. Đấy, còn bây giờ em cùng các bác kiểm tra nhé. Đường đẩy về đồng hồ lạnh buốt rồi. Con này chạy cửa gió cũng cực khỏe luôn. Đấy, con này thì các bác phải từ 24.000 trở lên thì các bác phải lắp những cái dòng ống đồng 12. Đấy, ống 12 nhé. Còn những cái con từ 20.000 lùi về thì chúng ta chỉ cần lắp ống 10 thôi. Đấy là em nói về đường hồi. Đấy, còn đường đẩy thì nó phải lắp đường đẩy thì giống nhau hết. Đều là ống 6. Bây giờ hiện tại dòng đang là 4.2A. Nhân vi điện 220 thì nó được khoảng 900W. Đấy thì em ra đây cho tăng lên này, em sẽ cho về bởi vì là nó độ lạnh nó sổ đi. Đấy, các bác nhìn dòng thở nó sẽ lên nha. Đấy, các bác nhìn như nào, đây là dòng nó lên này. Bởi vì bây giờ thời tiết nắng nên là nhiệt độ nó cao lên nên điều hòa này những cái dòng này nó mới lên dòng được. Hồi nãy em test con trước thì nó bây giờ nó còn chưa có nắng và nhiệt độ về tầm gần buổi sáng, cho nên là nhiệt độ rất là thấp. Còn bây giờ nó sẽ lên 25, bắt đầu lên 27 độ C rồi. Nếu mà ngoài trời nắng thì là khoảng 27-28-29 độ. Còn đứng trong mát thì nó khoảng dao động từ 23-24 độ C. Đấy, bắt đầu lên dần. Lên 4.7A ampe. Từ lại lên 4.8 này. Nó sẽ lên từ từ nhé, nó không giống như cái dòng máy cơ trong nước của chúng ta. Như dòng máy cơ trong nước chúng ta nó sẽ lên nên chậm nên nhanh luôn. Như cái dòng Invicta của Nhật thì thường nó sẽ lên một cách từ từ. Đấy, bắt đầu lên 5A các bác thấy chưa? Đấy, 5A điện nó lên 1000W rồi. Còn là đầu hố ga nó đang là 140 bởi vì áp suất nó cao, như là nó sẽ thu về. Như con này ga đã đủ rất là ok rồi. Đấy, chạy cục nóng rất là êm và đã lạnh rất là sâu em rồi. Ok. Đấy, con này test ngon rồi các bác nhá. Vậy bác nào có nhu cầu thì về điều hòa thì liên hệ. Con 24.000 này. Thôi, cuối video thì em xin dừng tại đây. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ nhé. Vâng, xin chào các bác.